không muốn nhận của lễ hy sinh, cũng không nhận của lễ đền thì đây con dâng trọn hôn xác con dâng trọn cả đời con làm của lễ hiến dâng lên ngài. Cũng không nhận của lễ đền ơi thì đây con dâng trọn hôn xác con dâng trọn cả đời con làm của lễ hiến dâng lên ngài. Đời con sống bao là nỗi trôi lời đoan hứa con đã dâng ngài, nhưng bao phen sức lực hao mòn và tình con yêu Chúa không tròn. Giám đốc đỉnh thánh Bắc Rạch, thưa cụ Tời cùng con cháu của cụ đã có tấm lòng vàng hy sinh hiến cho giáo xứ đền thánh 1.000 m² đất để xây dựng khu nhà hành hương. Hôm nay cộng đoàn đền thánh đã hy sinh thời gian trong lúc bận mải trở về công trình để xây dựng, để một ngày gần đây chúng tôi sẽ lên bản thiết kế để xây dựng khu nhà hành hương. Vậy xin tất cả anh em xa quê luôn luôn hướng về đền thánh cùng với quý cha cũng như quý đức ông và cộng đoàn đền thánh chúng tôi để cùng hợp sức một lòng ta xây dựng khu nhà hành hương để sớm hoàn thành các nguyện vọng của đức ông Thomas giám đốc đền thánh tiền nhiệm cũng như cha Vinh Sơn và ban hội đồng nhiệm vụ. Chúng tôi cùng toàn thể cộng đoàn xin chân thành cảm ơn anh em và kính chúc cụ và con cháu của cụ tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa luôn luôn đồng hành cùng cụ và con cháu cụ dù đã đi xa nhưng luôn luôn có tấm lòng hướng về quê hương đền thánh. Xin kính chúc cha Vinh Sơn luôn tràn đầy hồng ân Thiên Chúa dẫn dắt đoàn trên và cộng đoàn chúng con để thắp lên ngọn lửa đức tin cùng cha xây dựng đền thánh một ngày một hoàn trang. Xin kính chúc ban hội đồng mục vụ Tân Kỳ, các ban ngành cùng toàn thể cộng đoàn sẽ đoàn kết cùng cha để xây dựng khu nhà hành hương sớm hoàn thành thành công tốt đẹp. Xin kính chào và cảm ơn. Khinh lệ cái ban chủ thì tôi muốn là cố gắng công việc vì nó cũng không có nhiều nhưng mà chúng ta cũng tập trung làm tối dài ra. Ngày mai ngày nay có xong rồi không? Chiều xong. Bây giờ này nhá. Bây giờ thế này.
theo chỉ đạo của ban chủ nhiệm, thì nếu như ngày mai xong thì tối mai tôi sẽ ủng hộ 30 con chó. Bao nhiêu con chó? Nếu như ngày mai kết thúc nha, mai là không kết thúc là không có chó đâu. Không, tức là tối mai phải xong, thì tối mai nha. Đến đây á. Đến đây ăn chay này, hôm nay phải ngắm nhiều lắm cho nên không còn kịp ăn cơm đâu. Tối nay ngắm cho nên không kịp ăn cơm nữa. Thì nếu xong thì tối mai tôi ăn. Thầy Vương ủng hộ toàn bộ món tôm. Vậy nhau mới thấy cái gì theo yêu cầu kỹ thuật của ông Hưng mà nhìn thế nào đều có kỹ thuật nhá. Thế còn tôi hy vọng là tối mai để chúng ta có ăn được thịt chó. Mai là có chó có thể đúng hơn. Tối mai tôi được rồi, tốt nghiệp. Mai là các văn trùng sẽ cũng đi bắn một số người bởi vì mai cố trong vùng của tỉnh quê nên cái tinh thần lao động của chúng ta là chính nhá, không cần một điều văn trùng chúng ta cứ làm việc và cái tinh thần là mình phải giữ nhá. Cặp chính nhà cha sơn giám đốc là để giáo sư Văn Cảnh kính thưa quý ban chủ nhân kim các ban ngành đoàn hộ cùng toàn thể cộng đoàn, con cảm nhận được lúc nào ơn chúa ban cho giáo sư Điện Cảnh được những cung tời là con cháu và cùng với dân chúng của Điện Cảnh một gần 1.000 m² đất, nhưng cái tinh thần của ban hội đồng đoàn hộ cùng các ban ngành và cộng đoàn ngày hôm nay con cảm thấy là hy sinh rất là lớn lao. Vì hôm nay là ngày ăn chay, nhưng mà các ngài đã thi hành cái việc đó, là ăn chay nhưng phải việc làm để dâng lên cho Chúa. Con xin ra đại diện cho ban hội đồng thường vụ cũng như xin kính chúc cha luôn luôn cộng hưởng với chúng con để mang một tình thương đoàn kết để cùng cha xây dựng cái khu đất mới này cho cháu hoàn thành tốt đẹp. Cũng xin cảm ơn quý bạn cùng tất kêu cùng các ban ngành và đội của cộng đoàn. Con theo lời huấn chủ của cha là ý của cha là mong làm sao tức là tối mai là hoàn thành, để con cũng mong muốn làm sao là muốn hậu quả ba đội của cộng đoàn cũng như toàn thể cộng đoàn ngày mai sẽ tập trung vào là để theo nguyện vọng của cha Bình Sơn, cha giám đốc. Con xin cảm ơn.